Bà ơi, hôm nay nhà mình ăn thịt đấy. Hôm nay nhà mình ăn thịt gà. Nào, ba chặt gà cho con xem nhá. Úi giời ơi, chết rồi. Ăn không? Ăn luôn này. Ngon không? Món gì đấy? Con đi ra kia xin lá chanh đi. Xong đằng nào ba chả rán no gì. Thật đấy chứ. Đi... thịt gà bách nhỉ? Đi xin lá chanh đi bách ơi. Đi xin lá chanh đi. Đi xin lá chanh đi. Ừ. Sẽ hướng dẫn anh em rán đậu mà không cần dầu nhá. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái nồi chiên không dầu này. Và khi chặt đậu thì anh em cứ đặt chặt miếng to miếng bé để tí nữa cả nhà tranh nhau ăn miếng to cho nó vui. Đây, sau khi chặt đậu xong thì anh em xếp nó vào trong cái nồi chiên không dầu này, rất là nhanh thôi. Xếp trực tiếp luôn vào đây luôn. Đây, mình sẽ xếp luôn vào cái khay này. Rồi. Các bạn cứ chặt miếng to miếng bé không vấn đề gì cả. Và cho vào trong đây. Bình thường thì các bạn sẽ phải làm nóng chảo khoảng tầm nóng cái nồi chiên này khoảng tầm 5 phút ở nhiệt độ khoảng 100 độ C. Thì đây mình đã làm nóng rồi. Sau đó thì mình chỉ việc nhét đậu vào thôi. Các bạn cứ xếp vào, xếp đậu vào trong nồi chiên không dầu này. Và sau đó thì lại cho bò lại vào lò. Vào trong kia và nhấn nút, thế là xong. Đó. Rồi. Sau đó mình sẽ cho vào đây. Và để nhiệt độ 200 độ C trong vòng 15 phút. Đoạn khoảng 15 phút đi. Ok. Và công việc cuối cùng của chúng ta sẽ chờ đợi. Đây là sản phẩm của mình, sau 15 phút mình đã rán xong nhá. Anh em có thể thấy là chúng ta có thể rán đậu miếng to miếng nhỏ không đều nhau bằng cái nồi chiên không dầu này và không lo nó bị cháy cái miếng nào cả. Đây, rất vàng, vàng rất đều nhau. Đấy, không có một tí dầu nào. Các bạn có thể bỏ ra và chấm mắm ăn luôn hoặc là có thể sử dụng để làm một số món khác như là đậu sốt cà chua hay là nấu chuối đậu gì đó. Đây, chúng ta đã có một đĩa đậu. Nếu mà các bạn muốn nó vàng hơn thì các bạn có thể để thêm khoảng 1 phút nữa. Chắc là tròn 15 phút thì sẽ rất là vàng. Còn đây là mình vặn chắc tầm 14 phút gì đó. Đấy. Một cái nồi chiên không dầu có thể rán đậu rất là nhanh mà không tốn một tí dầu tí mỡ nào. Các bạn có thể sử dụng để chiên rất nhiều thứ, trong đó có đậu đây. Đây là cách mình vẫn hay rán đậu dạo này. Nếu mà các bạn muốn mua cái nồi chiên không dầu này thì các bạn có thể tham khảo cái nồi chiên không dầu 6 lít của Sunhouse này nhé. Sẽ rất phù hợp với những cái gia đình nhỏ như nhà mình, có khoảng 3 đến 4 người là có thể sử dụng cái nồi này rất hợp lý này. Có cái công nghệ gì đây, công nghệ giòn bên ngoài mềm bên trong của Sunhouse đây này. Đây, các bạn có thể thấy đĩa đậu của mình đây. Tối nay nhà mình sẽ ăn món này gọi là món gà rán. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.